Trong khi các bạn đang ở nhà, nằm, ăn, ngủ, thì ở thế giới ngoài kia xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Nào là Việt Nam đã thử nghiệm thành công smartphone 5G đầu tiên, nào là lộ mô hình thực tế của iPhone 12, hoặc là New York Times đã quyết định rút khỏi Apple News. Muốn biết cụ thể chứ gì? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Z News. Nói nào ngay chứ chú Vượng, nhà mình vừa mới ra mắt một chiếc điện thoại smartphone 5G đầu tiên mang thương hiệu Việt đó nha. Ghê chưa? Theo giấy khai sinh thì tên cha là Qualcomm và tên mẹ là VinSmart. Họ tên đầy đủ là VinSmart Aris 5G, tên ở nhà là VinSmart 5G, nặng 8GB và 128GB ROM. Sức khỏe ổn định là chip Snapdragon 765 và pin 4000mAh, có tài năng hỗ trợ mạng 5G sub 6GHz. Bên cạnh đó, mắt ổn định 10 trên 10 luôn, mắt trái là 48MP, mắt phải là 8MP và mắt giữa là 2MP. Về mặt thiết kế, thân hình chắc chắn với khung kim loại nguyên khối, camera trước, hình giọt nước, mặt mũi sáng lạng, màn hình Super AMOLED, độ phân giải Full HD Plus và cao khoảng 6,39 inch. Hiện tại, VinSmart vẫn chưa công bố giá bán cũng như ngày ra mắt của VinSmart Aris 5G. Nhưng mà theo VinSmart nha, thì VinSmart Aris 5G là sản phẩm đầu tiên trên thế giới sử dụng nền tảng thiết kế dạng module, cho phép thiết kế phần cứng linh hoạt, rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm, hỗ trợ hầu hết các giải tần số sử dụng tại các thị trường trên thế giới. Đặc điểm quan trọng này sẽ đem lại nhiều lợi thế cho chiến lược kinh doanh toàn cầu của VinSmart trong thời gian sắp tới. Ngoài ra nha, VinSmart Aris 5G đặc biệt chú trọng về khả năng bảo mật khi tích hợp con chip bảo mật Qantas QRNG do VinSmart phối hợp với công ty ITQ Thụy Sĩ phát triển. Đây là con chip sử dụng công nghệ điện toán lượng tử để tạo ra những dãy số ngẫu nhiên thật sự, bảo mật tốt hơn các giải pháp sử dụng thuật toán, nâng cao độ an toàn và tính bảo mật cho dữ liệu trên điện thoại. Không chỉ vậy, điện thoại 5G thương hiệu VinSmart sẽ có khả năng hỗ trợ cả hai công nghệ 5G hiện nay là sub 6 và millimeter wave. Với việc ra mắt VinSmart Aris 5G, VinSmart cũng sẽ trở thành công ty Việt Nam đầu tiên sản xuất thành công thiết bị đầu cuối hỗ trợ công nghệ 5G. VinSmart cũng khẳng định rằng hãng này sẽ sớm tạo ra một hệ sinh thái 5G made in Việt Nam, và trong thời gian tới, VinSmart sẽ tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện những sản phẩm 5G thế hệ tiếp theo. Mà nhắc đến điện thoại mới thì mới đây MacRumors đã chia sẻ những hình ảnh về mô hình thực tế của chiếc iPhone 12 với kích thước 5,4 inch kế cạnh iPhone 7 và SE 2016 do Isaac cung cấp. Isaac này là leaker chứ không phải là ca sĩ nha mấy bạn. Nhưng mà nhìn vô hình là thấy nhỏ hơn iPhone 7 chút nè, mà cũng lớn hơn SE 2016 một chút rồi. Isaac cũng đo cho iFan xem luôn là iPhone 12 lớn hơn iPhone SE 6mm và nhỏ hơn 3mm so với iPhone 7. Mà so về chiều ngang nha thì lại dài hơn SE là 7mm mà ngắn hơn iPhone 7 là 8mm. Sở hữu khung viền như iPhone SE 2016 và các tin đồn gần đây về iPhone 12 cũng mang thiết kế y chang luôn. Và tôi không nghĩ đây là sự trùng hợp. Bên cạnh đó, mang thiết kế góc cạnh như thế này sẽ giúp cho người dùng dễ cầm nắm hơn, hạn chế các sự cố trơn trượt, kích thước cũng nhỏ hơn, dễ dàng sử dụng với một tay. Mà tuy nhiên, iPhone hay ai đó cũng đều phải giữ một cái đầu lạnh trước những tin đồn, tin rò rỉ về Apple. Bởi vì trước khi trình làng với thế giới, mọi hành động của Apple đều vẫn là một ẩn số, kể cả kích thước của mô hình iPhone. 30 chưa phải là Tết. Mặc dù theo dự kiến, Apple sẽ chính thức ra mắt 4 phiên bản iPhone 12 tại một sự kiện vào tháng 9 tới đây. Nhưng ban nhạc iPhone 12 sẽ ra mắt muộn hơn so với mọi năm do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 trên toàn cầu. Tin vui là vậy, còn tin buồn thì... tờ báo lớn New York Times thông báo ngừng hợp tác với nền tảng tổng hợp tin tức Apple News. Tờ báo này cho biết Apple News hiếm khi mang đến một mối quan hệ trực tiếp với độc giả và ít khả năng kiểm soát hoạt động mạnh kinh doanh. Thay vì tiếp tục hợp tác thì New York Times hy vọng sẽ có thêm độc giả trực tiếp đến trang web và ứng dụng di động của riêng mình, từ đó có thêm nguồn hỗ trợ cho các tác phẩm báo chí chất lượng, và tổng số thuê bao độc giả trả phí của họ hiện đã vượt mức 6 triệu người. Vào cuối năm 2015, Apple đã tạo ra nền tảng tin tức Apple News và ngay lập tức, nền tảng này đã trở thành một trong những nguồn tin được đọc nhiều nhất thế giới bởi số lượng người đọc hàng tháng lên tới 125 triệu người. Ghê chưa? Mà chưa kể nha, bất kỳ thuê bao đăng ký nào được phát sinh từ ứng dụng, Apple được cắt lấy 30%. Chưa hết, không những tạo ra doanh thu khá thấp cho các hãng tin khác, Apple còn đẻ ra thêm một đứa nữa là Apple News Plus. Bạn chỉ cần đăng ký một gói thuê bao giá là 9,99 đô la Mỹ một tháng là có thể đọc được hàng trăm hàng ngàn ứng phẩm khác nhau luôn. Nhưng mà tiếc rằng là New York Times đã từ chối tham gia vào công vụ này. Nói tóm lại nha, là có 3 nguyên nhân chính được rút ra từ sự việc này. Đầu tiên chính là khả năng kiếm nguồn thu bị hạn chế. Thứ hai, ít quyền kiểm soát quảng cáo hơn. Và cuối cùng là thiếu dữ liệu về độc giả trên nền tảng. Nhưng mà dù sao thì Facebook cũng đã bắt đầu trả phí cho New York Times và một số tờ báo hàng đầu để đưa các bài viết vào tab tin tức trên app Facebook rồi.
cũng như sự xuất hiện trên Google News sẽ giúp cho các tờ báo sống lâu hơn. Và các bạn có cảm nghĩ như thế nào về sự việc này? Về smartphone 5G hay là mô hình thực tế của iPhone 12 hay là New York Times đã rút khỏi Apple News? Hãy để lại bình luận bên dưới cho Gen Z cùng biết nha. Và cũng đừng quên nhấn like, share, subscribe cho Z News cũng như là Gen Z. Bye bye!